Trung Quốc đạt được sự đồng thuận rộng rãi với Việt Nam, Thái Lan và Campuchia về hợp tác an ninh và tình báo sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân đến thăm ba quốc gia Đông Nam Á này trong chuyến công du 10 ngày, kết thúc hôm 11 tháng 11. Thông tin từ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc được Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn cho biết, người đứng đầu cơ quan chống gián điệp của Trung Quốc đã tới Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, theo lời mời của ba nước Đông Nam Á, và gặp gỡ cũng như hội đàm với các quan chức cấp cao trong chuyến thăm và làm việc bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Truyền thông Việt Nam do nhà nước quản lý không đưa bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của ông Trần. Theo thông tin của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc được Hoàng cầu Thời báo trích dẫn, tại Việt Nam ông Trần gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hội đàm với các quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Ông Trần cũng gặp mặt hai thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trong chuyến thăm này. Tại Hà Nội, ông Trần và ông Thưởng nói rằng hợp tác an ninh là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền của họ. Theo tuyên bố của Bộ được South China Sea Morning Post dẫn lại, ông Trần và ông Thưởng cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thực tế trong lĩnh vực tình báo và an ninh. Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc không cho biết ông Trần ở thăm Việt Nam cụ thể vào khi nào trong 10 ngày công du ở Đông Nam Á, ông trần gặp mặt thủ tướng srettha thavisin tại thái lan và thủ tướng hun manet tại campuchia bộ an ninh quốc gia trung quốc cho biết tại việt nam thái lan và campuchia ông trần và các lãnh đạo ba nước đông nam á đã đi sâu trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác tình báo an ninh và các vấn đề cùng quan tâm giữa trung quốc và ba nước đạt được sự đồng thuận rộng rãi